Còn tại tỉnh Bình Phước, Công an thị xã Bình Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Sơn, 30 tuổi, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vì có liên quan đến vụ trộm cắp số tiền khoảng 430 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Hải Sơn khai nhận vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, Sơn đến nhà thuốc Hải Nguyệt tại phường An Lộc, thị xã Bình Long mua thuốc. Không thấy ai quầy thuốc mà chỉ thấy có một giỏ sách trên tủ bán hàng. Sơn đã lén lút trộm cắp giỏ sách này rồi nhanh chóng bỏ trốn. Đáng chú ý, Sơn lục giỏ lấy 40 triệu đồng và nghĩ trong túi không có gì nên vứt vào thùng rác. Sau khi phát hiện bị mất giỏ sách, nạn nhân đã đến trình báo với cơ quan công an. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Hải Sơn, tìm được túi sách trong đó còn gần 400 triệu đồng.